Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa giao các sở ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các quận huyện triển khai thực hiện các dự án công trình và giải pháp thoát nước chống ngập úng trên địa bàn thành phố. Việc này phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 để bảo đảm thoát nước chống ngập úng trong mùa mưa. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện, công ty thoát nước và xử lý nước thải nghiêm túc, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai khơi thông, nạo vét mương cống, cửa thu nước theo phạm vi phân cấp quản lý. Tất cả công việc phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2024 nếu để xảy ra chậm trễ ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, chống ngập úng tại các khu vực trên địa bàn thành phố thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Được biết, hiện thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn thành phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành cao độ nền và thoát nước mặt đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồ án do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm 2024 trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của các quy hoạch liên quan. Theo dự thảo đồ án, tổng thể các dự án đầu tư mà Đà Nẵng cần có để giải bài toán ngập lụt đô thị cần kinh phí hơn 7.200 tỷ đồng.